nó yêu bắt tala nó yêu bắt sang đó sang đó thì cho nên nó yêu bắt sang đó nó bây giờ bắt sang đó bắt bắt tala bắt nó tôi có yêu fan đó mà tôi chỉ mới chỉ mua mà lú lú fan đó nè chứ bắt tala chỉ cho nên một say gì sửa tới chỉ mình cả nó thì lần đầu tiên bắt nó có phải sao đó tôi xem thử con gặp phải to mà các bạn gặp phải con đứa chị tự mình tôi nói tôi thì ít khó khăn tôi chỉ bông tôi không còn chắc là giờ tôi sẽ cố hơn alo hả nhắc nhấp vô tờ Cukup loh.